Xin chào quý bà con cô bác và các bạn nha. Mình lại là mình Bưởi Miền Tây đây. Hôm nay Bưởi Miền Tây sẽ giới thiệu một bộ hồ sơ vay vốn tại ngân hàng bao gồm những thủ tục gì nghe các bạn ơi. Trước hết là các bạn có nhu cầu vay vốn ở ngân hàng thì các bạn sẽ gửi giấy căn cước công dân, trước đây là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Nhưng mà hiện tại thời điểm này thì ai cũng có căn cước công dân hết rồi, thì mình chỉ cần cung cấp căn cước công dân với xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc là giấy đăng ký kết hôn thôi nha, là xong thủ tục hồ sơ pháp lý rồi đấy. Khi mà ngân hàng thu thập được hồ sơ pháp lý của quý khách hàng thì ngân hàng về sẽ tra cứu CAC. CAC là một cái trung tâm thông tin tín dụng của quốc gia. Các tổ chức tín dụng sẽ có user vào tra cứu xem cái khách hàng, cái căn cước công dân của khách hàng này có từng vay vốn tại ngân hàng nào hay chưa, hiện tại còn dư nợ bao nhiêu và có từng phát sinh nợ chậm trả, nợ xấu hay nợ quá hạn gì không, tất tần tật đều nó thể hiện lên CAC hết luôn nha các bạn. Nên khi mình đi vay vốn ngân hàng, mình trả lãi đầy đủ thì sẽ lịch sử trả nợ mình sẽ tốt nha, có uy tín cao nha. Còn khi mình vay vốn mà mình quên trả làm cho trễ hạn trên 10 ngày thì nó thường nó sẽ chuyển sang nợ quá hạn nha các bạn ơi. Tiếp, sau khi mà mình cung cấp được hồ sơ pháp lý cho ngân hàng nhận được và tra cứu thông tin của mình đầy đủ hợp lệ rồi thì ngân hàng chỉ yêu cầu mình cung cấp thêm cái phương án vay vốn và hồ sơ nguồn thu. Hồ sơ nguồn thu của mình, ở đây mình nói là nguồn thu là từ chuyên môn của ngân hàng, nhưng mà bên ngoài của mình nó thật sự là mình đang làm công việc gì để có nguồn thu nhập trả nợ cho ngân hàng thì mình cung cấp những chứng từ đó cho ngân hàng. Ví dụ như mình đang đi làm cho cơ quan nhà nước thì mình cung cấp là quyết định, là hợp đồng lao động hoặc có thể là sao kê tài khoản, tùy ngân hàng yêu cầu nha. Có nhiều ngân hàng thì cũng không yêu cầu mình đi sao kê mà chỉ cần quyết định bổ nhiệm, quyết định viên chức của mình là được rồi nha. Sau khi mình cung cấp nguồn thu nhập đối với hợp đồng lao động, đối với khi mà mình làm việc cho tư nhân đi thì mình sẽ cung cấp hợp đồng lao động và sao kê lương, có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm gần nhất nha, để ngân hàng tính được cái nguồn thu của mình sau khi trừ hết tất cả các cái chi phí sinh hoạt hàng ngày thì mình còn có khả năng trả nợ của ngân hàng được bao nhiêu, để từ đó ngân hàng có cơ sở để xác định số tiền cho vay và thời hạn vay cho mình nha. Bên cạnh đó còn nhiều nguồn thu khác, ví dụ như nguồn thu từ hộ kinh doanh nè, mình có đăng ký kinh doanh hoặc là của buôn bán nhỏ đều có nguồn thu để trả nợ ngân hàng. Rồi nguồn thu từ góp vốn, từ chia cổ tức, nguồn thu từ cho thuê nhà đất nè, cho thuê xe nè. Ví dụ mình cho thuê nhà thì mình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà do mình đứng tên nè, hoặc là ba mẹ mình đứng tên có ủy quyền cho mình nhận nguồn thu đấy. Có hợp đồng cho thuê nè, có biên bản giao nhận tiền nè. Sau khi cung cấp cái hồ sơ nguồn thu xong thì mình sẽ cung cấp mục đích vay vốn của ngân hàng, tức là cái phương án mình có nhu cầu vay vốn để làm gì. Ví dụ như các bạn có nhu cầu vay vốn để mua nhà, mua đất, hay là vay vốn để tiêu dùng, hoặc có thể vay vốn để mua xe. Tất cả các phương án trên đều mình mua bán đầy đủ theo đúng thủ tục của nhà nước quy định, mua hay những mặt hàng gì mà pháp luật không cấm là ngân hàng có thể cho vay được rồi nha. Khi mình mua đất thì mình cũng phải có hợp đồng mua bán nè, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nè của cái người bán nè, có hợp đồng đặt cọc nè. Sau đó ngân hàng thẩm định hồ sơ vay, thông báo cho mình số tiền mình được vay hay là không được vay bao nhiêu đó. Sau đó mình sẽ tiến hành đi mua bán công chứng,
mình có thể mình chỉ thanh toán cái phần vốn của mình thôi, còn cái phần còn lại ngân hàng sẽ trả trực tiếp cho bên bán luôn cũng được nữa nha các bạn. Ví dụ các bạn có muốn mua miếng đất đó 1 tỷ mà các bạn chỉ có 300 triệu thôi, thì cái phần 300 triệu đó các bạn sẽ trả cho bên bán. Còn cái phần 1 tỷ á, còn cái phần 1 tỷ trừ cho 300 là còn 700, còn lại ngân hàng sẽ giải ngân và chuyển khoản trực tiếp cho bên bán luôn. Nên các thủ tục sang tên thì ngân hàng sẽ thực hiện, hỗ trợ mình thực hiện luôn. Bên mua và bên bán có thể là không cần làm thủ tục chuyển sang tên gì. Sau khi mình ký hợp đồng công chứng là ngân hàng có thể giải ngân cho mình được luôn nha. Các bạn thấy thủ tục có đơn giản không? Sau khi tài sản mình sang tên xong, mình nhận về thì mình cũng hoàn thiện một cái thủ tục công chứng thế chấp cho ngân hàng. Sau khi công chứng thế chấp xong thì bên bán sẽ nhận được tiền nha. Trước đây là bên bán khi mình công chứng thì ngân hàng giải ngân và bên bán vẫn nhận được tiền, nhưng mà tiền này ngân hàng sẽ phong tỏa lại để chờ khi nào mình làm xong thủ tục sang tên, hoàn thiện cái công chứng thế chấp cho ngân hàng thì lúc đó ngân hàng sẽ giải tỏa ra cho bên bán được sử dụng số tiền này nha. Nguyên quá trình vay vốn tại ngân hàng cũng tùy ngân hàng, với tùy bạn làm hồ sơ cho các bạn. Nhanh thì có thể 3 đến 4 ngày, có thể 2 ngày, mà chậm cũng có thể 2-3 tuần mới xong, cũng phụ thuộc vào từng quy trình của các ngân hàng khác nhau nha. Nhưng mà về cơ bản thì mình vay ở ngân hàng thì lãi suất sẽ được rẻ hơn. Trên đây là thủ tục vay vốn tại ngân hàng khi mua bán đất. Quý bà con cô bác mình có nhu cầu vay vốn mua bán nhà đất, có cần tư vấn thì alo Bưởi Miền Tây nghe 0939868788 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Hiện nay thì khi mình đặt cọc mua bán nhà đất á, thì mình cũng nên ghé phòng công chứng ký tên đặt cọc tại phòng công chứng nha. Tại vì khi mà mình mua bán công chứng á, thì phòng công chứng sẽ check hồ sơ thửa đất này đã có từng công chứng thế chấp hay là đã chuyển nhượng hay nhà đặt cọc cho người khác hay chưa. Tại vì khi mà đặt cọc tại phòng công chứng á, thì nó sẽ mình đi ghé phòng chứng khác thì có cái hệ thống người ta tra cứu thông tin lên được lịch sử thửa đất này đã từng mua bán hay từng công chứng thế chấp ở ngân hàng nào luôn nha các bạn ơi, nên rất là an toàn luôn. Sau khi một bộ hồ sơ đã được giải ngân xong thì bộ hồ sơ nó sẽ có những chứng từ như thế này. Thứ nhất là hồ sơ pháp lý bao gồm căn cước công dân của khách hàng và người đồng ký vay. Người đồng ký vay ở đây có thể là vợ hoặc là chồng của khách hàng, và giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu như khách hàng là đang là độc thân nha. Tiếp đến là hồ sơ về nguồn thu. Hồ sơ nguồn thu thì có hợp đồng, quyết định rồi sao kê tài khoản hoặc là xác nhận lương trong vòng 3 đến 6 tháng gần nhất, hoặc là hợp đồng cho thuê, biên bản giao nhận tiền cộng với chứng từ sở hữu cộng với hình ảnh mà nhân viên ngân hàng sẽ xuống tận nơi tài sản của mình cho thuê để kiểm tra nha. Tiếp đến phần thứ ba của mình là hồ sơ tài sản. Hồ sơ tài sản ở đây mình có thể thế chấp là bất động sản thì có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nè, biên bản định giá nè, báo cáo định giá nè, biên bản hợp đồng thế chấp nè, đơn đăng ký thế chấp nè. Là xong một bộ hồ sơ ba chứng từ đó, rồi tiếp đến là mình là có là hồ sơ về tín dụng. Hồ sơ tín dụng thì có là đề nghị vay vốn của ngân hàng nè, có phê duyệt của ngân hàng, có hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng và các hồ sơ phát sinh khác về CAC. Tiếp đến là hồ sơ giải ngân. Hồ sơ giải ngân mình có là toàn bộ hồ sơ phương án, ví dụ như hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc, chứng từ giao nhận tiền giữa hai bên, rồi quyền sử dụng đất trong cái phương án mình vay vốn, rồi khế ước nhận nợ, rồi mình giải ngân để chuyển tiền thì có ý nghĩa chi, nếu mình rút tiền mặt thì có giấy rút tiền. Trên đây là toàn bộ hồ sơ vay vốn thế chấp của
một ngân hàng khi khách hàng vay vốn ở ngân hàng nha. Cảm ơn các bạn và quý bà con cô bác đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Xin chào.